Đồ, này ngon à. Cục hai Hiếu. Yeah. Tốt thiệt. Trời. Tốt lắm. Hiếu. Tôi là Thi Freestyle. Hello anh em. Nay mình đang có mặt tại sân Bình Thạnh để có chuyện bành với lại mấy anh em đội GNB của anh Lâm Robert. Yeah, lâu quá mới lé lại với đội của anh Lâm Robert. Để cho anh em bạn bè hiểu rõ hơn thì đội của anh Lâm Robert là đội GNB FC, viết tắt của Joint Passion FC. Đội này thành lập năm 2020. Và những video clip đi đá bóng đầu tiên trên kênh YouTube của Team Thai Soccer bắt đầu từ FC này mà ra. Nội dung đi đá banh như thế này, lúc đó anh em xem đông đảo lắm, view cực kỳ cao mà mình cũng bất ngờ luôn. Nó đã khai sáng ra một hướng content mới cho kênh mình. Đến bây giờ, GNB vẫn duy trì mỗi tuần một trận tại các sân bóng lòng vòng trong Sài Gòn. Anh em nào muốn giao hữu thì liên hệ với GNB qua nick của anh Lâm Rô Béo, mình để trong phần mô tả nhé. Để cho anh xem đội Lâm này có ai nha. Ủa mang máy ảnh gì anh? Không, tiện đường mang thôi. Trời, đầu tư quá. Đây là anh Lâm Rô Béo. Sinh năm 1987, nặng 107kg. Nghe cái cân nặng hết hồn chưa? Nhưng mà đừng có coi thường nha anh em. Đã hơi bị khéo léo luôn đó. Nếu không tin thì cho xem ít clip nè. Đó anh Lâm lừa được giống em nè. Điều này em hay làm. Thử coi, được không? Chơi. Ôi. Ghê vậy. Lần nữa thôi, lần nữa được không? Ghê, 107 kg mà đá ghê vậy. Đá vô luôn. Ghê. Tới đây mà không thả một like và đăng ký kênh là mình buồn đó. Trời ơi, ngồi đây chụp là sao được đá. Đó anh Tiến. Áo xanh đang chỉ tay là anh Tiến Minh, nhà sản xuất TVC quảng cáo hàng đầu của Việt Nam. Xuống góc ngồi. Xuống góc ngồi. Không phải qua anh kia ngồi mới đúng luôn. Chim Hải Phương. Chim Hải Phương 2K1 đến từ Cà Mau, cầu thủ của tuyển trẻ Lê Minh FC. Bạn này từng làm một clip BV bóng đá với mình rồi, anh em có thể xem lại trên góc nhé. Idol Nhật Linh. Nhật Linh hay còn gọi là Linh Gattino, 2K1 đến từ Cà Mau. Trước đây cũng từng ăn tập trẻ của Lê Minh FC. Bạn này cũng có một cái clip cùng mình đi đá bóng BV. Anh em cùng xem lại nhé. Tuấn Keeper. Đây là Phan Tuấn GK, thủ thành thứ hai của đội sau Khoa Thầy Giáo. Cũng là một con người đến từ Cà Mau. Tuấn là người dẫn dắt nhiều anh em từ Cà Mau vào đội GNB FC. Hữu Thiện. Thái Trần Thanh Thiện, 1997 đến từ Bến Tre. Trưởng thành từ lò đào tạo Futsal của GFC. Mình có hỏi thăm thì Thanh Thiện thuận chân trái nhưng lại là thần tượng Neymar. Và hôm nay trong clip này dự báo sẽ là một màn tỏa sáng nữa của Thiện Neymar nha anh em. Anh Thảo. Hồ Anh Thảo 2K đến từ Đắk Nông, cũng là một cầu thủ của trẻ Lê Minh FC. Hiếu Nhỏ Cà Mau. Giờ hết nhỏ rồi, thấy bự quá. Hiếu Nhỏ 1997 đến từ Cà Mau, đợt rồi có đi đá banh ở Bến Tre cùng với mình nha anh em. Nhật. Thành Nhật 2K2 đến từ Đắk Nông. Và cũng là một thành viên của đội trẻ Lê Minh FC. Và coi đối thủ là ai nè. Đâu đây nè. Ồ, này ngon à. Này có nhiều bèm hết các bạn. Có nhiều thân thù chưa giờ là gỡ hết. Coi chừng á, này vô bèm tới luôn. Số 13 hết chứ mình. Số 13. Ok, này đối thủ là VN Boss. Minh Liêu. Tân Owen. Trời ơi, Owen ơi, long time no see. Anh Sử. Anh Sử là người lập ra đội VN Boss nha anh em. Ok, với mấy anh em khác thì không quen. Thì một bên áo xanh thì hai áo vàng hả? Ok. Báo luôn hai bên. Thì một báo bên này, thì hai báo bên kia. Hợp lý. Và anh em, có ai quen các nhân vật mà mình vừa giới thiệu nãy giờ hay không? Thả vào đây một comment nhé.
Lâm, lá cành mè số 9 nè. Lá cành mè số 9 nha. Ok anh ơi. Chết cho em. Cành mè số 9 bên đó nha. Dạ. Quất tới bên luôn. Em mang dây móng rồi. Ôi, gì ghê vậy? Mày dây móng luôn hả? Dạ, số 9 hôm nay mang đến vườn luôn nè. Được. Quất tới bến luôn nha. Chết kia mè xì rồi. Giờ mới chịu xỏ giày nè. Trên chân mình là đôi Puma Evo Speed 4.5 Chicks. Siêu phẩm giày bóng đá 2 màu, mỗi chân một màu. Dòng này thì của năm 2016 rồi, quá xá xưa cũ luôn. Hàng hiếm trên thị trường nha. Sẵn đây, anh em nào muốn mua vớ giống mình thì link trong phần mô tả. Thấy cũng mềm hả? Ờ, cứng lắm á. Ở đó mà mềm. 5.7. Không có 6, ok. Còn muốn suit nước carbon thì để 0.9. À, được rồi, được rồi. Khỏi 9.9. Đó, mở cái mega đó, rồi đó, cái mega luôn. Vậy? À quên, anh em nào muốn học thêm về kỹ năng và tư duy bóng đá thì có thể follow Facebook Phạm Trọng Thi, fanpage Thi Retire Soccer và TikTok cùng tên nha. Mình đang làm rất nhiều video clip về hướng dẫn tư duy bóng đá trong hệ thống mạng xã hội đó. Anh em nhớ đón xem nha. Trận đấu bắt đầu và đội hình xuất phát của GNB FC. Thủ môn Thanh Thiện, anh Lâm Robéo đá trung vệ, Thi Retire cánh phải, anh Thảo cánh trái, Thanh Thiện và Nhật Tinh đá giữa. Đá cao nhất cho Hàng Công đó là Hiếu Nhỏ Cà Mau. Đưa qua giữa, đưa qua giữa, đưa qua người giữa. Qua Thảo. Anh Thảo bước vào không kịp, không là có bàn mở tỷ số rồi. Hôm nay có Thanh Thiện gánh team nên cứ đưa bóng cho em điều phối tấn công là hợp lý. Lậm. Gì? À. Lấy. À. Bạn chưa gôn hả? Thủ môn là 50% công lực của đội banh, mà không có thì xác định đi nha. Trời ơi. Trái đó Nhật Linh mà đá ra hai góc là có bàn rồi. Ok. Hiểu. À. Chế biên Thiện. Chế biên Thiện. Ông anh Thảo từ cánh trái qua tới cánh phải hỗ trợ luôn. Dí. Hết đường về. Còn khóa. Trời, để qua luôn. Tốt lắm. Trời ơi. Lôi. Ừ. Anh Lâm bước ra thì mình phải lót giữa cho anh Lâm, nhưng pha nãy lui về không kịp. May mà đội bạn đỡ bước một lỗi. Chân trái. Giờ đó anh lên rồi. Lâm. Đưa từ sớm anh. Tốt rồi. Suýt tí thì thua trước một trái. May mà Phan Tuấn sàng bộ quá chuẩn xác. Hấp thiệt. Ok. Tốt thiệt ạ. Gánh tim này rồi. Đọc tình huống tốt để phán đoán bước lên cắt bóng. Dẫn bóng cực kỳ tốc độ, vượt qua các bóng áo vàng rồi chích mũi vào góc gần. Với một đôi chân nhanh nhẹn, thể hình thon gọn, Thanh Thiện quả là một mẫu tiền vệ thiên về tốc độ và sự khéo léo. Nhớ like, đăng ký kênh cho Thanh Thiện nha. Không dám phập. Tối Lâm ơi. Lên lại. Lên nha. Giả bộ bỏ vị trí để dụ đội bạn đá sang cánh phải, sau đó bứt tốc bắt bài. Chiều này là con dao hai lưỡi nha anh em. Qua đây. Tập tình huống tốt. Vừa rồi là pha ghi bàn của Hiếu Nhỏ Cà Mau.
khởi xướng từ tình huống dẫn bóng rất tốc độ của anh Thảo từ cánh phải. Vinbot không có keeper nên bó tay trước cú sút của tiền đạo đội mình. Tỷ số là 2-0. Đây Lâm. Thôi Lâm ơi, tiếp luôn. Bước qua Hiếu. Sút luôn. Cú đá góc hẹp của Tân Owen nhưng bóng đi không chính xác. Lên đá sao ta? Ở giữa thiệt. Một chạm về được. Tối Lâm ơi. Ô là la, cơ hội phản công đây rồi. Cục 2 Hiếu. Yeah. Tới đó đá nhẹ hiệu luôn Linh. Cú đá của Nhật Linh mình không biết là đường truyền hay cú dứt điểm nữa, tại vì nó hơi nhẹ. Theo cảm nhận của anh em thì như thế nào? Truyền hay sút vậy nè? Thả cho mình cái comment nhé. Không chung về. Ôi, trên hay quá. Gôn thắng vẫn tốt. Đó. Cơ hội để lập siêu phẩm bước 1 và dứt điểm ghi bàn, nhưng cú đá hơi nhẹ. Hiếu. Trọng tài trên lợi thế, nhưng Nhật Linh dứt điểm hơi hiền. Vinbot bắt đầu lấy lại thế trận và kiểm soát bóng tốt. Mình nãy giờ dí mệt nghỉ luôn. Nè Lâm, Lâm. Lâu quen đấy. Ây da. Ăn nguyên trái banh vô lưng luôn. Ai thấu cho nỗi đau đứng hàng rào này không? Ok, tối Lâm. Thấu Hiếu. Mình bắt bài đường truyền về mà ông Kiên nhấn xuống đáy biên, suýt tí thua. Nhất nhất. Chị bơ. Không thành chống nhưng Benbot không tận dụng được cơ hội. Phản công nào. Tốt thiệt. Từ đường truyền của Hiếu nhỏ Cà Mau, mình vẫn thấy Thanh Thiện đứng sau lưng Kim Messi. Tới lúc Thành Nhật nhận banh thì em nó liền tìm được khoảng trống thuận lợi để băng lên nhận bóng. Pha đỡ bóng khá cảm giác để kiểm soát bóng
thuận lợi cho pha xử lý tiếp theo, đó là lừa qua thủ môn ghi bàn. Anh em thấy Thanh Thiện hay thì nhớ để một like cho video clip này nha nha nha. Mệt quá. Mệt. Đâu? Năm trái hả? Gái năm trái. Chuẩn bị cứng khừ luôn trời. Trước giờ thì anh Lâm Robéo toàn đá tiền đạo không à, nhưng lần này anh Lâm đá trung vệ có vẻ quá ổn áp nhỉ. Từ nay xuống đá trung vệ luôn nha, anh Lâm nha. Lót được nhiều á, trận này lót được nhiều. Quá dữ. Có Thiện, Thiện hay quá. Thiện cánh nguyên tim quá. Chắc bóng tốt, cơ hội 2-1. Lên. Thủ môn và hậu vệ đội bạn đã bị hút theo hiếu nhỏ. Trả về và dứt điểm thôi nào. Ôi. Chầm tạm thôi. Nằm đóng luôn kìa. Gì đá đây hả? Y bài, nãy nói rồi. Né đi. Quốc công này nó chạch luôn. Đâu có văng cho banh ra đâu. Trời ơi. Nói nãy bắn số 9 mà chết rồi. Sao không đau hả? Trọng tài là không thổi rồi đó. Có ý kiến anh em thế nào? Cho mình cái comment đi. Một cái thôi. Nha nha nha. Quay luôn. Dứt được. Trời ơi. Yeah. Khoảnh khắc là anh hùng với tội đồ, nó mong manh lắm. Giống như pha này chẳng hạn, cứu được bàn thua thì là anh hùng, còn lỡ mà trái banh này lọt vô lưới thì là tội đồ. Mong manh lắm anh em à. Ừ. Hôm nay vừa hay lại vừa may. Thế này thì tôi đội của Kim Messi rồi. Một chạm. Một chạm. Một mình anh Tiến Minh giữa vòng vây các cầu thủ áo vàng thì khó rồi. Trời. Chạy luôn. Anh lót giữa rồi. Tình huống này mình bỏ cánh, báo vào trong để hỗ trợ tuyến giữa. Và cho dù đội bạn có chuyền bóng qua được phía sau lưng của mình thì mình cũng sẽ bước về kịp thời. Nhưng ai ngờ ông Kim vô lê phát hay quá. Sao đó được. Tèo. Dậy dậy Hiếu, Hiếu. Thanh Thiện lót cho vị trí của mình nên Minh Leo không thể nhét bóng lên được, buộc phải quay về. Quành lên nhé, quành về Thảo ơi. Thiện. Thảo. Tấn, go go, Tấn, Tấn. Sửa được. Chà chà, lúc này thở dốc luôn rồi.
Bước ra hả? Nope. Pha đó tưởng thua rồi chứ, ai ngờ ông Kiên dứt điểm lỗi. Ô là la, 30k nha anh trọng tài ơi. Thế thảo. Chúng hiệp dịch lại. Chúng áo vàng. Rồi, tốt luôn rồi. Hiếu. Lấy Hiếu. Hiếu. Thị Thiện. Vậy che giữa lên. Kêu che giữa. Lên bước ra. Hiếu. Trời ơi. Cuối trận hai bên đá ăn miếng trả miếng ghê quá. Tập lên. Lên. Tính đá xuống cột 2, nhưng đuối rồi, chân không còn ngoan nữa. Thập Thiên ơi. Hiếu. Đưa thẳng Hiếu luôn. Má vô tình luôn. Tốt lắm. Tốt. Thế. Đây là sân 7, mình chơi vị trí cánh phải. Và trong những phút vừa qua, đúng nghĩa là lên công về thở luôn đó. Thiện. Đó. Xin thông báo, hết pin cả người, lỡ máy quay luôn nha anh em. Thôi, anh em còn lại, bơi tốt nha. Rồi, kết thúc một ngày chủ nhật đi đá banh cùng với mấy anh em đội GMB của anh Lâm Rô Béo. Đối thủ là Kim Messi, Tân Owen. Và kết quả là hiệp hộp mình cho một rổ. Quá sai số à. Sao bốn chứ nhiều đâu mà rổ. Sao đau không đau không đau. 84 rồi. Rồi thằng Hiếu nó chặt cái giò vậy mà không trọng tài không thổi. Rồi ngầm mất bài đá phạt luôn. Người ta ghép ba trái mà đâu phải hai trái đâu mà sao bốn. Anh nhớ hai trái. 74. Bốn trái lận. Ồ bốn trái lận hả? Tám trái luôn á. Muốn bao nhiêu cũng được. Thắng rồi muốn nhiều nữa đó. Một trái hay là 10 trái giống nhau rồi đúng không? Bồ quen rồi, ba đá phạt nó vô, bắt bài liền. Nói chung là hiệp 1 VNBOT không có thương môn, gãy nhẹ. Hiệp 2 đội hình vô cứng khừ lại, gỡ lại. Nhưng kết quả là cũng ăn cái biệt 3 bàn. Rồi, vậy đi. Nói chung là chỉ quay được mấy cái cảnh mình đá thôi. Còn những tình huống còn lại mình không quay được tại ra sân mệt, không quay nổi nữa. Bình thường là ra khỏi sân mình hay lấy điện thoại mình quay tiếp những tình huống trong trận, nhưng mà nay mệt quá không quay nổi nữa. Rồi vậy nha, anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh, đón chờ clip mình trong thời gian sắp tới nha. Mình Phạm Thi xin chào, gặp lại, bye bye.